Phe đối lập Thái Lan giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử ngày 14 tháng 5, sau khi đánh bại các đảng liên minh với quân đội, tạo tiền đề cho một loạt thỏa thuận để thành lập chính phủ mới, chấm dứt gần một thập kỷ lãnh đạo của chính phủ do quân đội đứng đầu hoặc hậu thuẫn. Đảng Move Forward và Phêu Thai dẫn trước khi 99% số phiếu đã được kiểm, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn sẽ được thành lập chính phủ mới vì những quy định tại quốc hội mà quân đội đề ra từ sau cuộc đảo chính năm 2014. Để được lên cầm quyền, các đảng đối lập sẽ phải đạt được các thỏa thuận và được nhiều bên ủng hộ, bao gồm cả các thành viên của Thượng viện mà chính quyền quân sự bổ nhiệm, và bỏ phiếu xem ai sẽ trở thành thủ tướng và thành lập chính phủ mới. Cuộc bầu cử ngày 14 tháng 5 là vòng đấu mới nhất trong trận chiến quyền lực kéo dài giữa đảng Phêu Thai theo đường lối dân túy của gia đình tỷ phú Sinawat với phe quyền lực cũ, bảo thủ và quân đội trong suốt hai thập kỷ biến động chính trị. Màn thể hiện tốt của Move Forward nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của lực lượng cử tri trẻ tuổi trở thành phép thử đối với các thể chế và các đảng cầm quyền Thái Lan. Theo kết quả sơ bộ, Move Forward dẫn đầu, theo sau là Phêu Thai. Theo một số tính toán, cả hai đảng có thể sẽ giành được gần gấp 3 lần số ghế của Palang Pracharat, lực lượng công dân của chính quyền quân sự và đảng United Thai Nation của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Kết quả sơ bộ số ghế mà các chính đảng Thái Lan giành được trong cuộc bầu cử ngày 14 tháng 5. Pita Limjaroenrat, lãnh đạo đảng Move Forward, là cựu giám đốc điều hành 42 tuổi của một ứng dụng gọi xe, gọi kết quả này là giật gân và hứa sẽ đề cao các giá trị của đảng khi thành lập chính phủ mới. Đó sẽ là chính phủ chống độc tài, chống các đảng do quân đội hậu thuẫn. Sẽ an toàn khi giả định rằng chính phủ thiểu số không còn có thể ở Thái Lan nữa, ông nói. Ông Limjaroenrat cho biết ông để ngỏ khả năng thành lập liên minh với Phêu Thai, nhưng đã định hình tầm nhìn của việc trở thành thủ tướng. Giờ rõ ràng đảng Move Forward đã nhận được ủng hộ áp đảo của người dân trên khắp cả nước, Limjaroenrat viết trên Twitter. Kết quả bầu cử sơ bộ được đánh giá là đòn giáng mạnh đối với quân đội và các đồng minh. Tuy nhiên, các quy định trong quốc hội và những nhân vật quyền lực phía sau họ vẫn sẽ có vai trò trong chính phủ. Ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha lặng lẽ rời khỏi trụ sở của đảng United Thai Nation, nơi có rất ít người ủng hộ có mặt. Một vài nhân viên ngồi xem màn hình TV chiếu bài phát biểu trực tiếp của lãnh đạo Move Forward. Tôi hy vọng đất nước sẽ hòa bình và thịnh vượng. Tôi tôn trọng dân chủ và bầu cử. Cảm ơn các bạn, ông Prayut nói với báo chí.